Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trai Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại video clip ngày hôm nay thì tôi có thể chia sẻ với các bác về con số là 100 triệu đô la Mỹ. Mới đây thì có nhiều tin đồn liên quan đến con số là 100 triệu đô la Mỹ. 100 triệu đô la Mỹ thì tức là khoảng bao nhiêu tỷ đồng? Thì xin thưa với các bác, 100 triệu đô la Mỹ nếu các bác mà nhìn qua thì thật sự nó là con số mà khoảng 2.500 tỷ đồng. 2.510 tỷ đồng. Với 2.510 tỷ đồng này thì thật sự có thể làm được rất nhiều việc. Một ngôi trường làm ở trên vùng cao bọn tôi đi làm á, thì những cái điểm trường chính có trường chỉ trường to đẹp nhất thì chỉ là khoảng 2-3 tỷ, và trung bình thì một cái trường như vậy, một trường lớn là chỉ khoảng tầm 1 tỷ, 1 tỷ hơn. Các điểm trường nhỏ thì nhiều khi là chỉ có vài trăm triệu. Tức là chúng ta cứ tính trung bình là một trường là một tỷ, thì có nghĩa chúng ta sẽ làm được 2.500 ngôi trường ở trên các tỉnh vùng cao. Một cái cây cầu qua những cái khu mà ở miền Tây sông nước thì nó cũng chỉ giá là vài trăm tỷ, tức là chúng ta vài trăm triệu. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể làm tới 5.000 cái ngôi cầu, cái cây cầu ở các miền Tây sông nước để mà cho bà con đi lại dễ dàng hơn. Tức là 2.500 tỷ này mà chúng ta còn quy ra cả thóc nữa, thóc gạo nữa, thì chúng ta sẽ nuôi sống được bao nhiêu gia đình. 2.500 tỷ này nếu mà chúng ta làm nhiều việc thì thật sự với các bác là công đức vô lượng. Công đức vô lượng. Tức là 2.500 tỷ, tức là 100 triệu đô la Mỹ, nó rất nhiều. Và để một người mà tiêu được từng đấy tiền thì tôi nghĩ rằng là rất khó để cuộc đời một người tiêu được từng đấy tiền. Ăn uống chỉ đến thế mà thôi, ở thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy thì 100 triệu đô la Mỹ tiêu thế nào cho hết? Tiêu thế nào cho hết? Nếu anh không đầu tư kinh doanh vân vân đạo kia thì 100 triệu đô la Mỹ này chỉ để tiêu không, tiền lời không, thì thật sự nó là cái số tiền cực lớn mà có lẽ rằng là một đời người cũng chả tiêu hết được. Nếu chỉ ăn uống ngủ nghỉ thì nó có thể là nhiều đời. 100 triệu đô la Mỹ nó lớn lắm. Công đức vô lượng nếu như chúng ta làm được nhiều thứ, và nó sẽ trở thành một cái tội ác vô lượng. Tội ác vô lượng nếu như cái tiền này là tiền ăn hối lộ, cái tiền này là tiền bòn rút từ xương máu của nhân dân. Thật sự bác thì 100 triệu đô la Mỹ này là tiền bòn rút của nhân dân, thì các anh và nhiều đời của các anh, nhiều kiếp của anh chỉ có thể là đọa xuống địa ngục mà thôi, không bao giờ có thể thoát lên được nếu như 100 triệu đô la Mỹ này. Cho nên ấy, trên thế giới có nhiều lần người ta đảo chính và người ta xông vào những cái tổng thống tham nhũng, thì người ta thấy ở đấy rất nhiều những cái tiền tài, vật dụng quý giá, những sự xa hoa. Nhưng mà xin thưa với các bác, nó vẫn không đủ để là có được 100 triệu đô la Mỹ. Thật sự 100 triệu đô la Mỹ này nó vô cùng vô cùng vô cùng lớn. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ đời một con người chả cần thiết. Nhưng mà nếu như mà chỉ có một vụ thôi mà anh ăn đến 100 triệu đô la Mỹ, thì thật sự rằng là mình không biết được cái con người này nó là con người gì, mình có thể là thực hiện là con người hay không. Từ năm 1984 thì bác Trọng cũng đã nói một cái câu, tức là đã viết về uy tín của cán bộ. Uy tín của cán bộ, xin thưa với các bác rằng là đấy là từ những năm 8X nhé, chứ không phải năm 9X đâu. Bác Trọng với bút danh là Trọng Nghĩa thì đã viết về cái uy tín của cán bộ. Và cái gì làm nên uy tín của cán bộ lãnh đạo? Bởi vì bác trong buổi đấy bác nhận thức rất rõ. Từ những năm 8X bác đã không ngại ngần vạch ra những cái thói đó. Tức là bác chỉ ra rằng là những cái người ngay cả chức vụ cao nhưng mà cũng chưa chắc có uy tín, chưa chắc đã có uy tín đâu. Bây giờ người ta đang lật lại cái bài của bác viết từ những cái năm đó. Đó.
Anh có thể chức vụ, nhưng mà chức vụ nó chỉ là hình thức ấy. Còn uy tín hay không thì là do cách hành xử, do cách cư xử, do cái tài năng, cho cái phẩm chất, phẩm giá của anh. Nó mới tạo nên cho anh là cái uy tín. Mà hình thức thì đâu có quyết định được nội dung. Nội dung có thể quyết định hình thức, nhưng hình thức thì không thể quyết định nội dung. Đó là bác đã dùng chủ nghĩa Marx, Lenin để nói về cái điều này. Tức là khi anh ngồi chức cao thì chưa chắc anh đã có uy tín. Chứ chắc anh đã có uy tín bởi vì anh làm những cái việc đớn hèn, ti tiện, để người khiến đời, mà bác nói là khiến đời người phỉ nhổ. Thì làm gì có uy tín? Thì làm gì có uy tín? Tự nhiên anh Tâm Mích bác đã nói như vậy, và bác nhận định rằng là thậm chí có nhiều người ở chức vụ cao, cao cấp, nhưng mà thật sự người ta không có uy tín. Không uy tín ngay chính trong tổ chức. Nó giống như kiểu là các bác bây giờ bảo là vứt thằng Hoàng Dôn và đi làm CEO của một công ty nghìn tỷ với cả khoảng tầm mấy chục nghìn nhân viên. Thì đâu phải tôi ngồi được vị trí đấy là tôi lãnh đạo được đâu. Nó phải thông qua những cái cuộc họp khi mà tôi thể hiện ra cái quan điểm, cái tư tưởng, rồi cái cách thức, cái kinh nghiệm của mình đã từng làm, rồi biết cách để điều khiển mọi người bên dưới. Chứ tôi ngồi ở đấy mà tôi nói ba lăng nhăng, tôi nói rằng là à hôm nay đi tới cái chi nhánh của Cần Thơ, tôi cũng bảo là chi nhánh Cần Thơ phải là đầu tàu của công ty. Hôm sau tôi đi đến cái chi nhánh tại Lào Cai, tôi cũng bảo rằng là Lào Cai cũng phải là đầu tàu của công ty. Hôm sau tôi đến chi nhánh của Đà Nẵng, tôi cũng bảo thế. Lạng Sơn tôi cũng bảo thế. Các tỉnh thành, các chi nhánh các tỉnh thành tôi đi, tôi cũng bảo rằng là anh phải là đầu tàu. Thế rốt cục anh em ở dưới anh bảo là thế rốt cục cái gì mới là đầu tàu, đúng không? Thế nói cho vui mồm, nói mà không suy nghĩ, nói mà không có sách lược, không có chiến lược thì làm gì có uy tín, đúng không? Đấy, tôi mà như thế thì thứ nhất về mặt tài năng tôi đã trả thế nào mà tôi làm CEO của một cái công ty để cuối cùng là tôi ngồi trên đấy tôi nói. Thế nhưng mà bên dưới nó cứ giấm rít, nó cười, nó bảo là không hiểu sao mà chủ tịch hội đồng quản trị lại tuyển cái ông này về làm tổng giám đốc, thì ông đi nói ba lăng nhăng khắp nơi. Thế rồi tôi đến chỗ nào đấy, người ta mời tôi đến một chi nhánh ở ví dụ như là ở Bạc Liêu, người ta mời tôi đến, tôi cũng bảo rằng là các anh phải xem xét xem là các anh phát triển làm thế nào phát triển để mà nó mạnh hơn, tốt hơn, kéo lên rồi các chỉ số. Chứ bên dưới nó bảo là tôi làm mãi tôi không ra được, tôi không nghĩ được, tôi mời ông đến để tôi xin ý kiến chỉ đạo. Ông lại bảo tôi như thế thì tôi mời ông đến làm quái gì. Nói kiểu chung chung nước đôi. Nó ngồi anh em khinh. Lúc chén rượu ra nó ngồi chúc mình, nhưng mà trong lòng nó bảo thằng cha này không hiểu quen biết gì, thủ đoạn gì mà lên được cái chức là CEO. Đúng không? Thì tất cả thứ đó nó tạo ra là để chức vụ nó không tạo nên cái uy tín. Không tạo nên cái uy tín. Và cái uy tín thật sự nó phải là một cái gì đó nó rất khác. Uy tín nó phải tạo ra một cái gì đó. Tức là anh từ cái phong cách, từ cái việc mà anh đi đứng nói năng, từ việc anh ra các chủ trương, từ việc anh triển khai các chính sách xuống bên dưới, các sách lược xuống bên dưới, rồi anh biết cách là động viên mọi người, và đặc biệt là bằng cái cách sống, lối sống của mình, anh làm cho mọi người phải nể phục. Thì lúc đó nó mới có được cái nó gọi là phong cách lãnh đạo. Một cái cứng, một cái mềm, nhưng mà không thể nào mà có được cái chức vụ nhưng mà lại có uy tín đâu. Chứ rồi một ngày tôi xin thôi, đúng không? Tôi xin thôi vì sau này tôi thấy người ta cũng thấy rằng là một ngày hội đồng quản trị nhận ra rằng thằng Hoàng Dôn nó chả làm được cái việc gì, nên cho tôi thôi thì đáng nhẽ là tôi phải thôi luôn, đúng không? Thế nhưng mà cứ mỗi lần có dịp phát, ví dụ như là sinh nhật công ty, ví dụ như ra sản phẩm mới, ví dụ như là thành tích của một cái địa phương nào, của chi nhánh nào đấy, thế người ta mời, tôi vẫn cứ phát cái mặt tôi đến. Đó. Tôi vẫn cứ phát mặt đến. Bởi vì mình cũng là nguyên CEO. Nguyên CEO. Thì như vậy, thì có thể hỏi rằng là cái người ta đã đánh giá rằng là ồ, ngày xưa chả biết ông này có tài, chả biết ông này có nọ kia. Thì bây giờ ông này vẫn bắt mặt đến. Bây giờ biết thêm một cái điều nữa rằng là ông này là còn vô liêm sỉ. Ông này còn vô liêm sỉ. Anh em nó chửi đầy bên dưới. Thế vẫn cứ mặt, ông vác cái mặt đi. Thế ông này trước đây anh làm hại cả công ty như thế. Thế mà hôm nay anh vẫn chơi chẽn vác cái mặt của anh đi. Thì thật sự đó là cái điều mà người ta bảo là ông cha này luôn thằng cha vô liêm sỉ. Bảo tôi thế luôn ấy.
Mình là người mình biết chứ, mình tự do mình biết chứ đó, mâm nào thấy góp mặt đến thích uống rượu đó, thì vân vân thấy được tán tụng cho rằng mình là quan trọng. Tôi cứ đến chi nhánh nào phát cái là cứ cái mâm nào phát cái là thấy có mặt tôi. Thế người ta bảo rằng là ngày xưa ông đã chả làm được cái quái gì, bao nhiêu tội lỗi, làm cái tài chính công ty thì bị gọi rằng là kiệt quệ, rồi một số cái dự án thì làm nó bị đình trệ đó, vân vân. Thế mà bây giờ vẫn phát cái mặt đi, nhưng mà bây giờ lại còn phát hiện ra là tôi rút ruột công ty đến 100 triệu đô la. Thì theo các bác thì anh em bên dưới đang nói tôi là cái thứ gì, đúng không? Anh em bên dưới đang nói tôi là cái thứ gì bây giờ? Thật sự quá chán. Cảm ơn các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.